đi khi. Ok, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ là unbox cho anh chị thấy là cái đồng hồ InBody Watch này. Và đây là cái đồng hồ thế hệ thứ 2 của InBody. À, trước đó là mình có một cái band như vậy, là band thôi. Nhưng mà cái sản phẩm này nó sẽ mới hơn. Và bây giờ mình sẽ unbox cho các bạn xem cái sản phẩm này. À, bây giờ là cái phần mở hộp unbox cho các bạn. Các bạn thấy đó tên là InBody, một cái hãng là thiết bị đo chuyên dụng của Hàn Quốc, đang kết hợp với lại thương hiệu BodyKey đến từ Nutrilite của Mỹ. Đây là cái sản phẩm là 100% là của Hàn Quốc và sản xuất tại Trung Quốc và được nhập khẩu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Amway Việt Nam, đưa vào sản ở Việt Nam. Và bây giờ mình xem thử là trong cái hộp này nó có cái gì. Bây giờ mình sẽ mở ra. Tèn. Wow, em nó rất là đẹp, một cái cỡ size khoảng tầm là 36 thôi. Và bây giờ mình sẽ cho em nó qua một bên. Và bây giờ mình sẽ coi thử trong đây còn một cái hộp phụ kiện. Và xem thử hộp, trong hộp phụ kiện này mình có cái gì. Và ở trên này rất là cứng ha. Và trong cái hộp này nó có một cái sạc chấu đồng mang tên InBody. Và ngoài ra còn có sách hướng dẫn sử dụng như tất cả những cái sản phẩm khác thôi. Ngoài ra thì không có gì. Bây giờ mình sẽ cho những cái sản phẩm này đi qua một bên ha. Và bây giờ và hiện giờ nó có một cái khác biệt so với cái thế hệ trước là band á, là nó chỉ là một cái band thôi, còn bây giờ nó là một cái đồng hồ là hoàn toàn là touchscreen. Nó có thể đo được là bước đi, nó có thể đo được là gì, là chỉ số cơ và mở đầu tiên của trên thiết bị đeo, chỉ số cơ và mở mà anh chị. Là hiện giờ là tất cả những sản phẩm trên thị trường đều không có cái công năng này. Ngoài ra nó còn có thể đo về những cái training, những cái cách mà mình tập luyện, đo được nhịp tim. Và có rất nhiều những cái thông số có thể put những cái thông tin, ví dụ như là Facebook, Messenger, mình có thể đọc được trên đây, email các thứ. Và đặc biệt là cái sản phẩm này là cái sản phẩm nó sử dụng cái công nghệ hiện giờ mà Apple Watch đang sử dụng, Series 4 đang sử dụng là công nghệ đo đạt ACG, được là Bộ Y tế Hoa Kỳ kiểm chứng. Và ACG nó sử dụng những cái con mạch tiếp xúc ở đây và ở đây. Và đặc biệt là gì, cái cảm biến nhịp tim thì vẫn sử dụng như tương tự những cái sản phẩm bình thường. Và chấu thì là số chấu đồng. Và chỉ số chống nước của nó là IP68, tức là đồng nghĩa là mình có thể sử dụng được trong môi trường không chỉ là nước mưa tắm, mà mình có thể bơi lặn trong khoảng độ sâu là 1,5 m trong vòng tối đa là 30 phút, tương tự như sản phẩm thương mại trên thị trường. Và nó rất là đẹp. Đặc biệt là đây là một cái dây là chốt thông minh, có thể là tháo lắp rất là dễ. Và dây này là dây size 18, mình có thể mix rất nhiều những cái loại dây ở trên thị trường. Và lúc nữa thì Hưng về nhà, Hưng sẽ mix cho anh chị thấy một số loại dây, ví dụ như là dây cá đuối và dây sport các cái kia, để mình thay đổi theo cái phong cách của mình thời trang. Và hẹn gặp lại anh chị ở những đoạn. Với size là khoảng 36 thôi thì nó rất là phù hợp cho cái bàn tay châu Á của mình, đặc biệt là các bạn nữ thì rất là phù hợp. Đối với nam thì có thể tay mình là hơi bự một tí xíu thì nó nhìn đồng hồ nó nhỏ, nhưng mà tuy nhiên nó có một cái tốt á, là hai cái band này nó vừa ngay cái khớp xương của mình luôn, là mình sẽ tránh được những cái sự va chạm. Và CH Play và Apple Store, các bạn gõ từ BodyKey thì nó sẽ có ngay một cái ứng dụng tên là ứng dụng BodyKey. Đây là cái sản phẩm độc quyền của công ty Amway kết hợp với lại cái đồng hồ này, độc quyền luôn ha. Vì sao mình lại nói độc quyền? Bởi vì là khi anh chị mua hàng thông qua cái kênh của Amway thì nó sẽ có một cái Mastercard ở chỗ này này để bạn nhập vào trong cái InBody này. Và bây giờ mình đã tải xong cái phần mềm này rồi, trong đây thì mình sẽ là đồng bộ với thiết bị của nó. Thì cái này nó có một cái hay á, rất là tốt á, là ngoài những cái đo những cái chỉ số như hồi nãy mình nói là chỉ số cơ và mở á, thì đây là cái thiết bị đầu tiên thương mại hóa có đo được là chỉ số cơ và mở, để giúp cho mình có những cái phần khuyến nghị để trong các việc kiểm tra sức khỏe và cái đảm bảo sức khỏe của mình. Vậy thì cái Mastercard vừa rồi mình chia sẻ cho các bạn á, nó có một cái lợi hại á, là các bạn có thể sử dụng cái Mastercard này, các bạn làm những cái bài khảo sát 6 yếu tố cơ thể của mình. Ví dụ yếu tố đầu tiên là về chất dinh dưỡng, cái thứ hai là tinh bột, cái thứ ba là thể lực, lối suy nghĩ, mức độ lo lắng, v.v. rất nhiều thứ. Và các bạn có thể là trả lời thông qua 64 câu hỏi này. Và chỉ khi anh chị sử dụng những cái Mastercard của Amway cung cấp thì các bạn mới có thể sử dụng full những cái chức năng này. Ngoài ra trong phần này nó còn có những cái challenge, các bạn có thể là thi đấu
trong nhóm, trong khu vực, thậm chí là trên toàn thế giới luôn. Và đây là những cái challenge của một cái bạn trong nhóm của mình.